là chương trình Sống Đúng Chánh Pháp, một nhu cầu căn bản của đời sống. Bảo Khanh, Diệu Hạnh xin đơn ái kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay trong phòng ghi âm của chúng tôi có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Bác sĩ Ngô Ba Định và Diệu Hạnh sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị những điều tiếp theo trong 10 tâm thù thắng. Và qua sự chia sẻ này, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cho quý vị một cái nhìn cụ thể hơn và rõ ràng hơn về Phật giáo. Kính thưa quý vị, hôm vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về điều thứ 7 trong 10 tâm thù thắng là hộ giới tâm. Hộ giới tâm là khi chúng ta niệm Phật phải luôn luôn an trụ nơi giới luật và hàng phát tâm hộ trì giới luật. Nếu chúng ta niệm Phật với một tâm hộ trì giới luật như thế thì mới gọi là chân chánh niệm Phật. Đó là nội dung của chương trình vừa rồi. Và hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị điều tiếp theo trong 10 tâm thù thắng là Ba La Mật Tâm. Diệu Hạnh xin kính mời quý vị theo dõi chương trình. Dạ, kính bạch Thầy, trước tiên con kính xin Thầy gửi lời chào quý vị khán thính giả. Dạ, cảm ơn cô Diệu Hạnh. Xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào bác sĩ Ngô Ba Định. Dạ. Dạ. Kính chào quý thính giả của đài. Xin rất là hân hạnh được lần đầu gặp đạo hữu Diệu Hạnh. Và xin kính bạch Thầy Hòa Thượng Thích Viên Lý. Rất là hân hạnh được học hỏi, được ngồi đây để mà học hỏi thêm. Dạ, với đại diện mới là một người bình dân trong cộng đồng chúng ta. Dạ vâng. Dạ, dạ xin cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ. Dạ. Dạ, thầy, về điều trước tiên thì xin thầy cho chúng con được biết cái điều thứ 8 trong 10 tâm thù thắng này là ba la mật tâm có nghĩa là gì thưa thầy? Dạ, cảm ơn cô Diệu Hạnh. Thưa quý vị, ba la mật tiếng Sanskrit là paramita. Paramita mà dịch qua cái ngôn ngữ của người Hoa, tức là chữ Hán là đáo bị ngạn, tức là đến bờ bên kia. Bờ bên kia có nghĩa rằng là từ cái bờ mê lầm mong muội của một con người đầy dậy khổ đau, sân si và nhiều tham vọng, đạt đến cái bờ giải thoát giác ngộ, rũ bỏ tất cả những cái lo âu, những cái sợ hãi, những cái khổ đau trong đời sống thường nhật của mình. Thì cái điều đó gọi là ba la mật. Nói một cách bình dân, đơn giản, ba la mật có nghĩa rằng mình làm một cái điều gì đó nó đạt được cái sự rốt ráo viên mãn, tức là đã đa đến được cái mục tiêu tối hậu, tức là cái cứu cánh. Thì bác sĩ Ngô Ba Định là một vị bác sĩ trẻ và chuyên về nội thương của người lớn, trẻ nhưng mà có nhiều cái khả năng rất là đức độ. Thì bác sĩ nghĩ như thế nào về cái chữ ba la mật theo cái cách của một vị y sĩ? Ngày xưa con khi mà trưởng thành thì từ từ con nói mình, khi mà anh sinh ra nó có một cái mục đích gì đó thì anh phải tìm cho mình một cái cứu cánh, cái mục đích tận cùng của cuộc đời anh, cái ý nghĩa của cuộc sống này là như thế nào. Thì để mà được đến cái chữ là vô nhị, là không cần phân biệt gì nữa, thì thiết nghĩ mình phải không có ai mà chuyển hóa nhanh như vậy được, cũng phải đi qua một con đường tu mà khổ hạnh mà học hỏi không bao giờ ngừng hết. Thì một trong những đường mà đi đến cái chữ không mà tuyệt đối đó, thì con nghĩ là mình phải học hỏi về ba la mật. Thì như đạo hữu Diệu Hạnh nói và Đức Hòa Thượng nói, thì con nghĩ là rất chúng ta nên biết cái chữ ba la mật là đến được bực bến bờ, là đó là cái ý nguyện cứu cánh cuối cùng của con, là làm sao mình được đến được bến bờ. Thì hôm nay xin mời bạch thầy, xin kính bạch thầy và đạo hữu Diệu Hạnh nói cho quý thính giả chúng ta biết về chín cái ba la mật đó. Thì không biết đạo hữu Diệu Hạnh có muốn hỏi thầy về những cái ba la mật thứ nhất là gì không? Dạ, dạ xin cảm ơn bác sĩ. Dạ. Dạ, thưa thầy, cái ba la mật thứ nhất đó là tín ba la mật, thưa thầy. Ôi, xin lỗi thầy, thí ba la mật ạ. Dạ, thưa thầy, xin thầy cho chúng con biết thí ba la mật là gì, thưa thầy. Dạ, cảm ơn cô Diệu Hạnh. Thưa quý vị, thí ba la mật có nghĩa là bố thí, có nghĩa là mình sẵn lòng
giúp đỡ tất cả mọi loài đến nơi đến chốn với một cái tinh thần không có phân biệt. Trong giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta biết rằng thấy đó có ba cái lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là tài thí, mà tài thí thì gồm có hai phần, nội tài và ngoại tài. Nội tài tức là những cái cơ phận mà chúng ta đang sở hữu, chẳng hạn như những cái quả thận, khi có một ai đó cần đến cái sự giúp đỡ thì chúng ta hết lòng giúp đỡ mà chúng ta không có một mảy may luyến tiếc. Đó là chưa nói những cái buồn phổi, những cái chất tủy, những cái lượng máu, vân vân. Và ngoại tài thì nó gồm nhiều cái lĩnh vực, tiền bạc, nhà cổ, cửa xe cổ, thuốc men, nói chung những gì mà chúng ta có khả năng giúp đỡ thì chúng ta đem ra bố thí với một cái tâm hoàn toàn không có mong cầu, kể cả một lời cảm ơn. Cái lĩnh vực thứ hai đó là pháp thí, tức là mình đem những cái kiến giải của mình, cái trí tuệ mà mình đã tìm hiểu cũng như thực hành trong giáo pháp chia sẻ với người khác để giúp họ chấm dứt những cái khổ đau, những cái phiền muộn trong đời sống, thì đó gọi là pháp thí. Và cái điều thứ ba là vô úy thí, chúng ta đem cái tâm che chở cứu hộ đến với tất cả muôn loài nói chung và con người nói riêng. Chúng ta biết rằng ai cũng cần đến cái sự giúp đỡ, ai cũng rất là sợ hãi về cái chết, bệnh tật, khổ đau, vân vân, thành họ rất cần đến cái sự che chở, cái sự cứu giúp của chúng ta. Là chúng ta đến với họ bằng cái tâm từ bi bình đẳng và giúp họ lấy đi cái sự bất an, sợ hãi trong đời sống. Bất cứ ở nơi nào mà chúng ta hiện diện, chúng ta mang lại cái sự thanh bình, cái sự an lạc, cái sự giải thoát, cái đó là cái pháp hành vô úy thí. Có nhiều người đến đã tạo những cái sợ hãi, lo âu, có những cái cuộc khủng bố làm cho con người phải sống trong một cái tâm trạng hết sức là bất an. Cho nên với cái giáo pháp gọi là bố thí mà Đức Phật đã chỉ dạy, chúng ta có thể cống hiến cho cuộc đời này rất rất là nhiều. Dạ, thì chúng tôi xin được nhường lời cho bác sĩ. Trời ơi, phải công nhận là Đạo Hữu Diệu Hạnh mà chỉ một cái ba la mật là thí thôi đó, và có khi cả một đời mình học không hết rồi chị ha. Dạ, nhất rồi. Là cái cách cho như thế nào và cho những gì, và có những cách nhận mà trong nhận là cho, mà cho cũng là nhận. Ra nó cả một cái kho tàng hoặc là cái thư viện cho thế giới này viết về những cái sự cho đó, mình cũng không học rất hết được. Thì bởi quý vị mới thấy là đạo Phật mênh mông dường nào, và cho như vậy mình còn cho những cái vật chất nữa, và như là Đức Đạt Lai Đạt Ma đã nói là cái gia tài mà lớn nhất của loài người chúng ta là sự chia sẻ, tức là mình cho cái sự kiến thức, mình chia sẻ cái kiến thức, cái những gì mình biết, rồi mình ghi chép vào trong thư viện, sách vở, kinh kệ, xong rồi bây giờ có internet, mọi người cùng nhau mà học thì mình mới tiến bộ cái gia tài đó rất lớn. Còn cái cuối cùng là cho cái niềm an ủi, cái sự cảm thông, cái đó nó vô cùng quý báu. Sự cảm thông, như mình có coi một cuốn phim nào đó, thưa bạch thầy và chị, là cái vị đó giết người, giết em ruột mình, hãm hại biết bao nhiêu người, mà khi ở tù cái chị nhân vật chính đến thăm và đứng mà nhỏ nước mắt mà thương cho cái người quá ác như vậy. Nghĩ là tại sao người đó ác như vậy? Tại vì người đó đã bị train bởi người cha, đã vì cái gia tài, cái nghề, cái những cái gì mà gia tộc đã có không thể nào để mất được. Thương cha mà bị quá vợ sớm, mà là một tỷ phú mà lại không lấy vợ mới, mà lại lo cho các con mình, lo cho cái cơ ngơi của mình, rồi
cô đó mất mẹ sớm, cô đó phải làm những người mẹ, cho nên cô đó đi vào cái tà giới, cái đi vào cái con đường sai lầm, cho nên cái người này đứng mà nhỏ nước mắt cho mấy người mà nếu mà mình không có cái sự cảm thông, cái vô ý thí đó thì mình nghĩ người này ác quá, đáng đời quá. Nhưng mà nếu mình ngồi suy nghĩ lại thì mình thấy là tại sao người đó phải làm những điều như vậy, mình phải có cái nỗi cảm thông, cái vô ý thí đó. Thì ba cái thí ba la mật mà thầy đã nói nó vô cùng mênh mông thôi, nhưng mà mình không có thì giờ thì không biết cái ba la mật thứ hai thứ ba là gì vậy thưa đạo hữu. Dạ xin cảm ơn bác sĩ. Dạ. Dạ xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài. Vì đó trong ba cái pháp thí, tài thí và vô ý thí, thì theo lời dạy của Đức Phật, pháp thí chúng ta đạt được cái công đức tối thượng, thành chúng ta cố gắng làm thế nào mang cái chánh pháp đến để chia sẻ với người khác, bởi vì tiền bạc cuối cùng cũng sẽ khánh tận, nhưng mà chỉ với cái trí tuệ, sự hiểu biết, đạt được cái sự giác ngộ giải thoát, thì cái đó là một cái sự tồn tại hành vinh. Vấn đề giới và nhận rất là quan trọng, bởi vì nó là một trong lục ba la mật của hàng Bồ Tát. Để chúng ta biết rằng là nếu mà không có giới thì không thể có được định, mà không có định thì tất nhiên là trí tuệ không thể phát sinh. Mà giới cũng là thọ mạng của chư Phật, giới luật cuồng thì Phật pháp cuồng, mà giới luật mất thì tất nhiên là Phật pháp cũng theo đó mà bị hủy diệt. Cho nên giới đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng, vì cái tâm từ bi mà chúng ta giữ giới, mà chúng ta không muốn sát hại cái sự sống của tất cả muôn loài, chúng ta không trộm cắp, chúng ta không trà tà dâm, chúng ta không nói dối, chúng ta không có uống những cái chất mà nó làm mất đi cái tuệ giác của mình. Vì từ bi mà chúng ta giữ giới, chứ không phải là vì chỉ sợ phải đổ vào địa ngục hoặc giả là phải chuốc lấy một cái quả báo xấu ác. Cái đó chỉ là cái cách giữ giới tiêu cực. Giữ giới tích cực là vì cái lòng từ bi của mình. Mà nếu tất cả mọi loài, mọi người đều giữ những cái giới mà Đức Phật đã chế định thì chắc chắn là thế giới này sẽ chung sống trong hòa bình. Về nhẫn thì chúng ta phải an nhẫn trước những cái sự việc mà người đời cho là bất công, tệ bạc, có những cái mà đôi khi nếu chúng ta không hiểu đạo, chúng ta không thể an nhẫn được. Mình an nhẫn những cái sự lăng nhục, những cái sự xuyên tạc, thưa quý vị, khó nhưng mà dễ. Nhưng mà cái nội nhẫn đó, nó còn khó gấp 10 lần cái ngoại nhẫn. Những cái thèm khát, những cái tham dục, những cái mà nó âm ỉ, nó cháy ngầm. Đôi khi nếu mà chúng ta không tinh tế thì chúng ta không có khả năng tri nhận. Cái đó là cái rất là khó. Nhận được những cái điều đó thì chúng ta trở thành một người vĩ đại. Cái nhân cách của chúng ta nó rất là siêu việt. Cho nên cái người niệm Phật cần phải trang bị cho mình cái tinh thần giữ giới và nhận được rất là quan trọng. Kính bạch thầy, con xin thầy nói cho quý khán giả và hai con đây biết ngắn gọn về có bao nhiêu giới trong giới ba la mật. Cảm ơn bác sĩ Ngô Ba Đình. Thưa quý vị, giới có nhiều loại. Giới của hàng cư sĩ tại gia, của hàng xuất gia cũng chia ra, có tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức sô ma na, vân vân. Rồi có những cái giới mà gọi là thông tục giới, đó là dành cho những cái vị thọ Bồ Tát, chẳng hạn như 58 giới cho Bồ Tát tại gia và xuất gia, 250 giới cho tỳ kheo, rồi 10 giới cho sa di, vân vân, 5 giới cho cái hàng tại gia, rồi 8 giới cho những cái vị mà thọ Bát Quan Trai, nó nhiều lắm. Vậy cho những người đời thường, những người dân trong đất Đức Đô Sài Gòn này ở hải ngoại này có những cái giới gì chúng con nên giữ không ạ? Cảm ơn bác sĩ. Nếu mà chúng ta tuân thủ 5 giới thì cái điều đó cũng là một cái sự vĩ đại. Tức là dục ngũ giới đó là ngũ giới, tức là không có sát hại, không có làm tổn thương đến cái sự sống của không chỉ con người mà muôn sự muôn vật, từ môi trường cỏ cây cho đến những cái loài thú.
Rồi không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói dối. Và nói dối gồm có bốn: mình không có nói những cái lời thịnh nộ, những cái ngôn ngữ mà thiếu lịch sự, mình không nói những cái lời sai với sự thật, mình không nói lưỡi hai chiều, và mình không có nói những cái lời chua nịnh, nội cái điều đó không, nó cũng giúp cho cộng đồng ổn định, rất là nhiều, không có bị rối loạn. Còn cái giới thứ năm là gì? Tức là mình không sử dụng những cái chất ma túy, những cái loại mà nó làm say mê và uống rượu say sưa. Và bây giờ cái luật của Hoa Kỳ họ cũng cấm không có được uống rượu và lái xe, bởi vì ngày xưa Đức Phật đã đi trước thế kỷ rất là nhân loại rất nhiều thế kỷ, quý vị thấy cái đó là một cái đại nguy hiểm. Xin cảm ơn thầy. Xin thầy tiếp tục chia sẻ với chúng con còn thế nào là tinh tấn ba la mật và thiền định ba la mật, thưa thầy. Nói đến tinh tấn là nói đến một cái sự miệt mài, chúng ta đồng tư thì giờ và tim óc của chúng ta để cố gắng giải quyết ngay trong cuộc đời này những cái vấn đề trọng đại, đó là sinh tử. Nếu mà chúng ta không có nỗ lực tối đa thì không biết bao giờ chúng ta có thể chấm dứt được những cái sự khổ đau. Chúng tôi thường nghe nhiều vị bảo rằng quá bận rộn, làm gì có thời giờ. Thì chúng ta cứ tưởng tượng dù bận rộn cách chi, mỗi ngày chúng ta cũng phải dành thời giờ để ăn uống, để nghỉ ngơi, để tắm rửa, để giải quyết những cái vấn đề rất là cá nhân. Còn nếu mà chúng ta không có đi vệ sinh một ngày thì được, nhưng mà nếu nhiều ngày bác sĩ nghĩ sao sẽ có vấn đề. Chúng ta có thể bỏ ngủ một vài ngày, nhưng mà nếu mà chúng ta bỏ ngủ từ năm này qua tháng kia thì chắc chắn là có vấn đề. Chắc chắn thì cho dù đánh răng mà không đánh răng đều, không đánh nhiều, người lớn dễ bị nhiễm trùng phổi, là người ta mới tìm ra. Cho nên cái đời sống tâm linh của mình nó cũng có nhiều cái muốn ăn, có nhiều cái điều mình phải chăm sóc. Đời sống vật chất mình chăm sóc như thế nào thì cái đời sống tâm linh của chúng ta bận cách chi chúng ta cũng phải dành thời giờ để mà chăm sóc. Thì tinh tấn nói nôm na là tiếng Mỹ là maintenance and develop, effort. Rất là quan trọng, sự nỗ lực, sự nỗ lực tiến bộ, rất là quan trọng, tránh tinh tấn. Thưa thầy, vậy còn bát nhã ba la mật, thưa thầy? Bát nhã tức là trí tuệ. Trí tuệ đã viên mãn, toàn giác chứ không phải là phần giác. Bát nhã tức là prana, mà ở đây dịch là bát nhã, thành thử đã nói đến cái tuệ giác siêu việt, tuệ giác đó nếu mà chúng ta đạt được thì không có một cái gì trên thế gian này mà chúng ta không hiểu. Cho nên cái mà quan trọng nhất trong cuộc đời này đó là knowing yourself is most important, tức là cái mà mình tự biết, tức là understanding, nó quan trọng hơn bất cứ một cái điều gì khác. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là hãy hướng nội chứ đừng hướng ngoại, hãy hiểu một cách trọn vẹn cái tâm của chúng ta thì chúng ta có thể hiểu tất cả thế giới vũ trụ. Chúng tôi muốn để bác sĩ Ngô Bá Định góp ý thêm. Con nhiều khi lầm lẫn, không biết bát nhã ba la mật này, có mình muốn biết nhiều về bát nhã ba la mật này là mình đọc bát nhã tâm kinh không ạ? Hay là bát nhã tâm kinh là một cái phần riêng nữa mà nó to lớn hơn nữa? Cảm ơn bác sĩ. Tức là trong một cái bộ bát nhã đó, cả hàng nhiều ngàn trang. Nhưng mà khi khu kết lại trong tâm kinh bát nhã thì chỉ có 262 chữ. Nó nói lên cái tinh túy của cái bộ kinh bát nhã. Và trên thực tế đó thì chúng ta thấy sắc tức thì không, không tức thì sắc, tức là sắc chính là không, không chính là sắc. Ở trong cái âm có cái dương, trong cái phiền não có bồ đề, trong cái sự khổ đau có cái sự an lạc, nó luôn luôn gắn liền với nhau, bởi vì đó là hai mặt của một thực thể. Cho nên nếu mà mình có được một cái trí tuệ như thật thì mình sẽ nhìn muôn sự muôn vật như là chính nó đang là, thì cái đó là cái gọi là bát nhã. Xin cảm ơn thầy. Và xin thầy tiếp tục chia sẻ với chúng con những điều tiếp theo là tín ba la mật và nguyện ba la mật có nghĩa là gì, thưa thầy? Cảm ơn cô Diệu Hạnh, ngài thân luôn ở tại Nhật Bản, chủ trương về tịnh độ tông, chân tông. Thì trong cái tín ba la mật, nhất là bình đẳng, thì ngài nói đến một cái đức tin, dù người A hay là người B
dù ở trong một cái địa vị như thế nào trong xã hội, nhưng mà nếu họ có một cái đức tin thì cái đức tin đó bình đẳng, không sai khác. Dạ, cái ngày thân luôn dạ, rất là quan trọng. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói đến cái đức tin mà mình đặt cái đức tin trong cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, bản nguyện sâu rộng. Điều đó không có nghĩa rằng là mình tự đánh mất chính mình. Trong Phật giáo, Đức Phật không khuyên chúng ta hãy đánh mất chính mình, bị tha hóa, mà hãy hợp nhất mình với toàn thể vũ trụ của pháp giới. Cái điều này rất là quan trọng. Chúng ta hãy làm một giọt sương, một giọt nước, chứ đừng là một cái hạt dầu. Hạt dầu thì không thể hòa tan trong biển cả mênh mông, mà chỉ có một hạt nước nó mới có khả năng nó hòa tan trong cái biển cả mênh mông. Nhưng mà nó không tự đánh mất, bởi vì một cái hạt sương chính là biển cả, và biển cả chính là đại dương, tức là chính là hạt sương. Cái điều này nó rất là quan trọng. Thành nếu mà khi mà chúng ta mở rộng cái tâm của mình đến một cái mức độ vô giới hạn, thì mình là vũ trụ bao la, và vũ trụ bao la chính là mình. Dạ, xin cảm ơn thầy ạ. Dạ, vậy còn hai điều tiếp theo nữa là lực ba la mật và pháp ba la mật có nghĩa là gì thưa thầy? Dạ, nói về cái năng lực, ở đây chúng ta hãy đặc biệt nói về cái điều mà kinh đã nhấn mạnh, bởi vì mình hoan hỷ để mình thể hiện tất cả cái năng lực tự tại của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là một cái hoạt dụng bất khả tư nghị. Từ cái năng lực này nó đưa đến một cái hoạt dụng mà không có một cái ngôn ngữ nào có thể diễn đạt. Nói về pháp ba la mật tức là nói đến cái sự sẵn sàng xả thân đối với chánh pháp, nói đến cái sự bình đẳng của muôn sự muôn vật. Dạ, em kính mời bác sĩ. Cái nãy mình khuyên nói một tí về nguyện ba la mật. Tại sao hay dùng chữ nguyện đi với lại kinh Phổ Hiền và trong đó phải không? Dạ, đúng rồi thưa bác sĩ. Bởi vì ngài Phổ Hiền được mệnh danh là cái vị có một cái đại nguyện lớn lao, một qua 10 cái nguyện từ nhất giả lễ kính chư Phật cho đến cái thứ 10. Là hồi hướng rất là quan trọng. Thì nguyện nói nôm na theo đời thường. Ngôn ngữ đời thường nguyện là nguyện ba la mật là gì? Tức là mình mở rộng cái hạnh nguyện, cái đại nguyện, tức là cái hạnh nguyện, tức là mình nguyện sẽ làm cái chuyện đó, mình sẽ dấn thân vào cuộc đời để hoàn tất cái sứ mệnh này để mà cứu khổ chúng sinh. Cái đó là đại nguyện. Cái quyết chí để đạt đến bến bờ. Xin cảm ơn thầy. Vì thời lượng có hạn, chúng ta không còn thời gian, con kính xin thầy có đôi lời gọi đến quý vị khán giả. Cảm ơn bác sĩ Ngô Bá Định, cảm ơn cô Diệu Hạnh rất nhiều, và cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời bác sĩ Ngô Bá Định gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả. Cảm ơn đạo hữu đại Diệu Hạnh, cảm ơn bạch thầy Đức Hòa Thượng Thích Minh Lý đã mở rộng tầm mắt và trái tim của chúng ta ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị. Diệu Hạnh xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đúng Chánh Pháp. Mọi thắc mắc về đời sống tâm linh hay muốn góp ý cho chương trình, xin liên lạc về Chùa Điều Ngự ở số 714-890-9513, 714-890-9513, và Chùa Diệu Pháp ở số 626-614-0566, 626-614-0566. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Ba lúc 4 giờ và thứ Bảy lúc 2 giờ chiều. Xin chúc quý vị được vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm. Xin chào tạm biệt quý vị. A Di Đà Phật. Chào thầy. Xin chào.